đám tang nạn nhân động đất Guatemala tin tự San Cristobal Cucho. Dân chúng làng San Cristobal Cucho bắt đầu chôn cất nạn nhân sau khi trận động đất mạnh 7.4 độ diễn ra, làm nhà cửa sụp đổ, chôn vùi nhiều người dưới đống đổ nát. Trên 1.000 người, trong đó có thị trưởng, đã bước sau quan tài. Mục sư Ortimio Ilioverio nói rằng đây là một thảm trạng, cả cộng đồng hiện giờ không ai muốn làm gì, ai cũng xót xa đau đớn vì sự mất mát này. Trận động đất đã làm ít nhất 52 người thiệt mạng và hàng chục người bị mất tích. Đây là trận động đất mạnh nhất ở Guatemala kể từ trận động đất 7.5 độ trong năm 1976, làm 20.000 người bị thiệt mạng. Sạt lở đất do trận động đất gây ra làm cho nỗ lực cứu cấp gặp nhiều khó khăn. Hồng Thập Tự đã làm việc liên tục để cứu giúp nạn nhân.